Và số dây này là ngọt nè, và số dây nó tiết và đi đi để bạn chụp niềm nó tiết và sao chụp mấy. Và trong video thứ hai này dừng sạc xa một phí comparative data. Có phần ta sẽ tổng tên là Rules of Comparative Degree. Mình này chụp bạp. Chụp bạp này gồm rất rệt thiệp. Và này gồm chụp bạp nó ngay kia chụp bạp không ca bậc cao nơi tùm rung, nơi form. Và chẳng dừng mình bây bốn nằm nạc cả. Chẳng tầm năng cao thì mỗi cứ nhưng mà bị cắt form bị tổ muốn cứ bị dối cứ claim như xuống một phần còn tại cái lập click như miền kia ai cái giá như miền kia so phải lo đẻ mà tí mùi cái tháp bờ con đàn niên tầng lại nè mà đàn niên tầm mùi phiền nhé con đàn niên tầng lại nè đàn niên tầm mùi phiền đó rứ có bị phiền hơi mình chọc mà phiền rứ có bị phiền mình chọc tận đời hoài bà mình chọc tới đời vái dương chen vái tới chi ai hai bộ chung mùi nâng y ỏ chân con nâng niên tầng lai nam mùi phiên rư cò bì phiên mình chọc tới đời y chân ta mình chọc đời y dương ọt miên đô thế cứ thêm o thầm đòn chân dương chăm một chút bát con nâng niên tầng lai nam là miên mùi phiên rư cò bì phiên mình chọc tới đời vái dương đô vái tới chi ai hay thêm y ỏ tại con là niêm tầng lai na là mùi phiên được có pi phiên mình chọn từ đời o không mình chọn từ đời i dần dần ăn miệt đối thêm được o ba này chân con là niêm tầng lai na mùi phiên được có pi phiên nghĩa là đấy mùi phiên được từ pi phiên để miên sạc mùi thì trong cái sạc để mùi đấy hai bộ chữ mùi nên consonant chuyên chỉ nhẹ mùi miên này là sạc mùi chuyên chỉ nhẹ mùi dần dần double consonant mình nên đặt đặt consonant nó mùi thèm tiệt nè đặt mùi tiệt nên đặt chiên đặt chuyên chỉ đặt mùi tiệt chắc bà con là niêm mà chiên cái đó pi chiên cái đó nếp để miên sạc để miên sạc muối hơi nếp bị coi sạc nó chưa consonant chụp chuyên chỉ nè dân dân tơ thèm chuyên chỉ nè nâng muối còn thèm tiệt tơ dương thèm yò rồi lấy lại nắng ủa đó prayer thấy nhé ta phải prayer dùng là prayer 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 thấy nhé prayer prayer chân prayer là bao nhiêu trong từ đó y thấy nhé chân đọc cái dùng bằng cách chỉ comparative degree you can the all prayer 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 thấy nhé happy happy dùng trong từ đó y nè trong từ đó y chân dùng change nhà y nó chỉ ai nè hay bắt đầu mới bổ sung er happy happier happy happier nhé chứng con là niêm mà phiên được cặp phiên na để miền sắc bổ sung một chuyện gì nhé dân thêm chuyện gì nhé một tháng từ từ dân thêm er tạm rồi chứng đối biệt fat rồi gọi fat fat rồi mới fat thọt 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 rồi bây giờ thọt chiêm fat này nhé chứng fat là bao nhiêu mà chuyên diện mà con đàn niên đại miền mà phiên được gặp chiến cứ đại miền sạc hai bộ làm chuyên diện nè chuyên diện nè được rồi sạc này consonant one vowel one consonant one vowel one consonant chẳng dư double consonant này double consonant giống như nặng gì đó vậy fat fat thoát thoát chỉ đối với hot đối với này hot họ nó phải làm cái đầu đọc về cái đầu chiếm hotter nhé hot hotter chân cứ dương thêm mà nó phải đặt chân như nè mùi chiếm hay miền ấy sắc nó bị coi sắc chỉ consonant chân dương tơ tại đầu bộ consonant hay thêm gì ở nít cứ chỉ bảo chỉ rule of comparative degree à chơi 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 lấy thằng ngon nhé bạn chân nghĩ sâu thế bà như một cơ chế form và như một form như gần nào một khiên rồi có bị khiên như thêm e o mà tập bị bị khiên như thêm mò và phần tay anh ấy cứ dùng lồng ít dùng nắng dùng như thà và mà khiên cái đó bị khiên cái đó và thêm e o mền phần tay bởi con niêm nâng mình chọn từ đó quá dùng chèn vai để chia ái hay thêm e o tại bởi con niêm nâng mình chọn từ đó y dùng dùng on mình chèn để thêm được o qua nào mình thêm e o đi đây nè thêm được o qua nào chẳng bởi cô nâng niêm nâng về miền sắc hay bồ chúng mình chuyên gì nhé
chẳng những thêm chuyện gì nè rút chậm tâm thêm y o tăng rồi nếu cứ chỉ ăn tầm này này tìm mối chúng ta tìm mối nó bắt này comparative degree là bao nhiêu nhớ đấy ba chẳng ai form bao nhiêu đương dương là để mà ngày nay cái ai chương yes pin sao mình rồi gọi xem rep cái ai chương nộp pin được không sao mình chẳng máu nhưng rồi nấy là Siem Reap is hotter than. Cho mình này coi nhé. Siem Reap. Siem Reap is hotter. Hotter than. Than nghe Phnom Penh mà. Hotter than. Siem Reap cái đại chiêng Phnom Penh. Bạn đây mẹ này nè. Phnom Penh cái đại chiêng nè. Chúng ta sẽ khó. Chúng ta sẽ say thật. Phnom Penh is hotter than Siem Reap. Bạn thử nè. Ok. Thế cứ chẳng phù hợi con nền em vui chiếc rồi có bì phiền mà chẳng như chẳng ấy con nền em tầng lại ná con nền em một chiếc rồi có bì phiền là mình cho tôi đòi vái dự chênh vái tới chị ái hay thêm y ọ con nền em tầng lại ná đã mình cho tôi đòi y chẳng những ọt miên đôi tới thêm để ọ mà bà nó miên thêm y ọ thế này nó thêm để ọ qua này mà con nền em tầng lại ná bà đã là miền sắc bố cho mình chuyên gì nhé chẳng như thêm chuyên gì nhạc mũi chẳng như thêm gì ọ và nó dần dần ok dần dần đấy cái này nhé bà nghe xuống mình tên bà là những cái gọi mình này của bạn đấy bà nghe xuống mình tên chẳng dần rồi nâng tới ok chẳng con nền em này đang chọn tới đôi cái mươi đặc biệt dry nhé dry nó phải là smooth nhé đọc bê lực cao chứ gặp mấy trier trier cái đó là smooth chiếm và trier chẳng bao nhiêu màn bàn riêng phê lực chí cho khánh phía như kia tự xê nhắn chồng mà tập bao bà chân ăn cho mặt miếng này nhưng bao bà chân ăn cho mặt miếng này chẳng dừng hơi mặt miếng này à tại sao đại tập ổn ít cực miếng cư đòi sao dừng đi bị cỏ nè trong cái nhà này nó cứ kiểu xe chỉ keyword đi và kiểu xe chỉ keyword đi và khi mình mang tờ xe màu lá có đẹp luôn tiện mũi thì ai cũng cao bổng bay ban được ngon nhưng mới đôi khi anh ghế mũi nhưng nó bị thà là speaker nè, speak trong keyword trong cái nhà này nó cứ đặt speak trong người speak là bao nhiêu như bổng bay bây giờ mà à, speak nó chỉ ghế chỉ vào này nè okay, speakable nè anh tìm nhớ speakable để anh như vậy bạn chẳng à able là bao nhiêu cứ chơi selfie selfie nó sẽ cái selfie selfie nó cứ chơi bịch chạy và nó về tiếp spoke mà như vậy chơi past tense mà tao phải tết này mình này viết spoken participle và spoken participle speaking chẳng đối với speaking với những mình ing thì riêng nó bị có bản đằng speaking can như vậy nhé chẳng điệp unspeakable unspeakable là mình ăn như vậy bạn chứ ăn nó chơi ghế ăn nó chơi prefix able nó chơi chơi suffix chẳng chẳng là dường nào bởi sinh viên quý vị có những lần ăn chơi prefix ăn nó phải thầm mình unspeakable phải thầm mình ăn để mình ăn như vậy bạn chẳng về nơi không nâng cứ dùng tiệm mối phần này thì bẩm bày ra bán chứ đó cứ đó xài ghế đó xài dường quý vị có những ăn bẩm bày bán từ chờ nhận thế này chỉ còn niêm mà anh ấy cứ vợ với tổ cá dương ai chơi bầm bay kia ta chia ca kia ta chia vào ca kia ta chia ad vào mà nó ngọt mà nhé nè đừng có cắt ban nó ngọt mà chỉ editing mau bị vào mua nhỉ đó là spoken English phía sau như vậy spoken mau biết ta speak như này speak spoke spoken như vậy đó spoken chỉ pháp phát thanh simple phải thật đại ban như vậy đó spoken English phải thật phía sau đại kinh như vậy chẳng spoken vì cái gì chỉ adjective chỉ pháp phát thanh simple vậy nhé chẳng vì vì phải prove the time này mà nhưng là riêng về có cứ dừng rồi nè đừng học nữa
Okay. Chân dương thực ra ông phi bạc mình dương bằng đại trong lương nhưng mà dưới đồng bây giờ dương bằng hai dương tìm mình tìm lòng tìm đó là bây giờ đó cái dương đơn là ngọt. Ok. Chân dương vị tổ cối dương đừng riêng nằm phi bạc này còn phê được chim phi à thì phi thì bay thì buôn điện bà. Ok, ở con chán để chụp nha nơi vị tổ cối bạc.